The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của tôi. Thì lại tiếp tục là một cái video mới trong cái chuỗi video hướng dẫn các bạn chỉnh ảnh bằng Lightroom trên điện thoại ha. Thì hôm nay tôi có xin được một cái bộ ảnh của nhỏ em, nó đi chơi ở Đà Lạt và nó chụp bằng iPhone 13 Pro Max ha. Và tôi thấy rất là đẹp luôn, cho nên là hôm nay tôi sẽ làm clip hướng dẫn các bạn chỉnh màu cho những cái bộ ảnh này ha. Thì các bạn nhìn cái bộ ảnh trên màn hình nè, thì tôi thấy nhìn cái bức ảnh trên màn hình nè, thì tôi thấy là cái bức ảnh này nó có một cái sự vui vẻ, một sự nhẹ nhàng ha. Thì chắc là tôi sẽ chỉnh cho nó một cái tông màu nhẹ nhàng một xíu các bạn, và tông màu nó hơi sáng lên một xíu, kiểu giống gần giống như màu của Hàn Quốc vậy đó. Thì để thể hiện để cho cái tông màu của mình đó, nó sẽ thể hiện được cái sự vui tươi ở trong bức ảnh ha. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Thì cái cách chỉnh ảnh của tôi lúc nào cũng vậy, thì các bạn cứ việc chỉnh theo các cái công cụ ở trong Lightroom nè, nó đã sắp xếp thứ tự sẵn cho các bạn rồi, thì các bạn cứ việc chỉnh theo thôi. Điều này sẽ rất là hữu ích cho các bạn nào mới bắt đầu chỉnh ảnh và không biết phải sử dụng công cụ nào trước và công cụ nào sau ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu với công cụ, đó là ánh sáng. Chúng ta phải cân chỉnh lại ánh sáng của bức hình để cho chúng ta có thể dễ dàng áp cái màu vào bức hình ha các bạn. Thì tôi sẽ tăng độ phơi sáng lên một tí. Ok, tăng độ phơi sáng lên một tí để cho nó cái chi tiết nó hơi sáng lên một tí ha các bạn. Độ tương phản thì tôi sẽ giảm nhẹ xuống để cho cái bức hình mình nó mềm lại ha. Rồi cái vùng sáng tôi cũng sẽ tăng lên để cho những cái chi tiết nó được sáng lên một xíu nữa ha. Ok, và màu trắng thì tôi sẽ giảm xuống để cho những cái chi tiết mà nó sáng nhất, những cái vùng mà nó sáng nhất các bạn, nó sẽ đỡ bị gắt hơn ha. Mình cân chỉnh cho cái ánh sáng của mình nó đều lại với nhau mấy bạn, thì chúng ta sẽ rất là dễ chỉnh màu luôn. Rồi vùng tối thì chắc chắn là tôi sẽ phải để xem, tăng lên một tí. Rồi màu đen thì tôi cũng sẽ tăng lên mấy bạn. Mấy bạn nhìn cái đám cây phía sau nè, tôi cũng sẽ tăng lên để cho nó sáng và cho nó đều màu với cái bức hình của mình luôn ha. Đều ánh sáng cho cái bức hình luôn ha mấy bạn. Ok, rồi các bạn nhìn nè, trước, sau. Đó, bây giờ các bạn đã nhìn thấy cái ánh sáng của mình bây giờ nó đã đều hơn rất là nhiều chưa. Cái vùng sáng tối thì chúng ta đã thấy rõ các chi tiết của nó. Rồi, thế là cân chỉnh xong ánh sáng thì chúng ta sẽ qua thanh màu sắc. Thì đầu tiên bốn cái thanh này chúng ta sẽ, tôi sẽ chỉnh cái thanh nhiệt độ sang bên tay phải một tí, để cho nó hơi cam cam cái bức hình lên các bạn, hơi vàng cam cam bức hình lên một ít thôi. Ok, rồi tôi sẽ chuyển cái thanh sắc thái dưới đây qua bên phía tay trái để cho nó ám một tí màu xanh lá cây vào ha. Ok, rồi cái độ đậm nhạt thì tôi sẽ tăng lên độ đậm nhạt lên một tí mấy bạn, cho những cái màu của mình nó hơi đậm lên một tí. Để một chút xíu chúng ta sẽ vào các cái màu trong đây, chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Chúng ta sẽ vào cái thanh công cụ mix nè, chúng ta sẽ điều chỉnh từng cái màu lại ha mấy bạn. Rồi màu đỏ chính là màu môi ha. Tôi sẽ tăng đậm màu môi lên một tí mấy bạn. Ok, tôi sẽ chuyển sang cái sắc đỏ, tôi sẽ kéo qua bên phải một tí để cho nó thiên về màu cam một tí. Ok, rồi tăng sáng lên một tí luôn. Rồi tiếp tục là màu cam, chính là cái màu của da người mình mấy bạn, và những cái màu phía gạch đá dưới đây nè. Rồi chắc là tôi sẽ để xem tăng sáng lên một tí mấy bạn ơi. Rồi bao hòa, rồi giảm nhẹ xuống một tí luôn, cho cái da mình nó nhạt lại một xíu. Đó, nó trong trẻo hơn ha, nhìn cho nó trong trẻo hơn. Ok rồi, màu vàng
Màu vàng thì tôi sẽ chính là màu của cái phần lá cây phía này nữa các bạn. Thì tôi sẽ chuyển sắc độ qua màu xanh luôn cho nó thiên về cái màu xanh luôn các bạn ơi. Cho nó qua cái tông màu xanh luôn. Ok, cho nó đều với những cái điều màu giống màu với những cái lá trên đây ha. Rồi, độ chói tôi sẽ tăng lên cho nó sáng lên một tí. Ok. Độ bão hòa tôi sẽ giảm xuống một ít. Nó hơi chói quá. Ok luôn. Rồi, tiếp tục là màu xanh lá cây. Xanh lá cây để tôi cho xem cái màu. À, cái màu phía bên tay trái này các bạn nhìn nó nhẹ nhàng nè mấy bạn. Nhìn nó nhẹ nhàng nè. Rồi chắc là tôi thích cái tông màu xanh như thế này ha. Để xem tăng sáng lên một xíu mấy bạn ơi. Đồ bảo hà tôi cũng sẽ đậm lên, cho nó đậm lên một tí. Được thôi. Đó, cái màu xanh nhìn nó rất là nhẹ nhàng luôn mấy bạn. Wow. Ok ha. Rồi tiếp tục là màu xanh này, chính là màu xanh của bầu trời. À, màu xanh của cái nhà phía này nè mấy bạn. Rồi tôi sẽ kéo cái sắc độ cho nó về phía bên này. Hơi đậm quá, tôi sẽ giảm độ bão hòa xuống một tí mấy bạn. Hơi đậm rồi. Ok, tăng sáng lên một xíu. Rồi, qua thanh màu xanh phía bên này chính là cái màu của bầu trời nè. À, tôi sẽ chuyển qua phía bên trái luôn để cho nó giống màu, đồng màu với cái màu của cái ngôi nhà luôn ha. Đồ bảo hòa thì rồi, giảm xuống một tí đi. Chói tôi sẽ giảm xuống một tí luôn. Đó, bây giờ mấy bạn nhìn cái màu của bầu trời nó gần giống màu với cái màu của ngôi nhà chưa? Ok ha. Trước, sau. Rồi, cái bức hình nhìn nó khá là nhẹ nhàng luôn. Rồi hai màu này không có thì tôi sẽ không căn chỉnh thôi mấy bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục qua cái công cụ đó là hiệu ứng nha. Thì trong cái công cụ này tôi sẽ chỉ chỉnh cái ok, cái độ giảm mờ tôi sẽ tăng lên một tí để cho những cái vùng nào nó hơi bị ám sương mù, nó hơi bị ám trắng thì nó sẽ giảm xuống một tí ha mấy bạn. Rồi trong đây thì tôi chỉ chỉnh cái thanh đó thôi. Rồi chi tiết tôi sẽ tăng độ sắc nét lên cho bức hình mình nó nét lên một tí nè. Ok, và chi tiết đầu giảm nhiễu hạt màu hả? Giảm nhiễu màu tôi cũng sẽ tăng lên ít thôi để cho những cái vùng màu mà nó không đều ha thì nó sẽ được đều lại mấy bạn. Có thể là tăng giảm nhiễu hạt lên nhẹ thôi. Ok luôn. Rồi vậy thì về cơ bản thì tôi đã chỉnh ra được một cái tông màu nhìn nó khá là nhẹ nhàng nha, thể hiện được cái sự vui tươi của bức ảnh ha mấy bạn. Rồi trước sau ơi khá là ok. Rồi bây giờ tôi sẽ copy cái màu này và tôi paste qua những cái bức hình khác ha mấy bạn. Mấy bạn chọn vào dấu 3 chấm nè, chọn sao chép cài đặt. Ok, rồi qua bức hình khác. Rồi mấy bạn chọn vào dấu 3 chấm và chọn dán cài đặt. Trước, sau. Ok hết mấy bạn. Rồi, vậy thì về cơ bản thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn chỉnh ra một cái tông màu nhẹ nhàng ha. Các bạn nào có đi trên Đà Lạt mà có chụp cái phong cảnh chụp ngay cái địa điểm này thì có thể áp dụng cái tông màu này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like video, ủng hộ tôi ha, và subscribe kênh để giúp tôi có động lực ra thêm nhiều cái video mới này ha. Nếu như các bạn muốn tôi chỉnh ra bất cứ một cái tông màu nào thì cứ để phía dưới bình luận ha. Nếu như tôi thấy ok thì tôi sẽ ra video hướng dẫn các bạn chỉnh cái tông màu đó ha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.